Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Tẩy sạch mọi vết nám đậm, nám lâu năm, tàn nhang đồi mồi trên khuôn mặt ngay tại nhà chỉ bằng một quả trứng gà và một hộp sữa chua. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phái Đẹp. Các bạn thân mến, video này chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề nám da và tàn nhang. Bạn biết đấy, tình trạng da bị nám, bị tàn nhang, bị đồi mồi ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau sinh và phụ nữ ngoài tuổi 30. Có rất nhiều biện pháp tự nhiên có thể giúp bạn thổi bay mọi vết nám và tàn nhang trên khuôn mặt một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hôm nay mình sẽ bật mí với các bạn một cách mới để đặc trị nám đậm, nám lâu năm, giúp bạn nhanh chóng lấy lại làn da trắng trẻo và tươi tắn. Vậy phương pháp đó là gì? Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị rất đơn giản. Đầu tiên, các bạn cần chuẩn bị cho mình một ít sữa chua. Các bạn nhớ là chúng ta phải sử dụng loại sữa chua không đường. Nguyên liệu thứ hai là một quả trứng gà. Và thứ ba là một quả chanh tươi. Đây chính là ba nguyên liệu mà chúng ta cần. Cách để các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên bạn cần hai chiếc bát và chúng ta sẽ tiến hành tách lòng trắng và lòng đỏ trứng gà ra hai chiếc bát riêng biệt này. Có rất nhiều cách khác nhau có thể giúp bạn tách riêng phần lòng trắng và lòng đỏ trứng gà ra hai chiếc bát. Mình thì hay sử dụng phương pháp là tạo một lỗ nhỏ ở trên đỉnh của quả trứng và qua chiếc lỗ nhỏ này mình sẽ rót hết được phần lòng trắng trứng gà ra. Các bạn có thể quan sát thấy là chỉ trong ít phút mình đã lấy hết được phần lòng trắng trứng gà ra bát rồi. Và ở bên trong quả trứng bây giờ chỉ còn lại phần lòng đỏ mà thôi. Mình sẽ đổ phần lòng đỏ này ra chiếc bát còn lại. Như vậy là xong rồi phải không các bạn? Mình đã tách riêng được lòng trắng và lòng đỏ trứng gà rồi đấy. Ở phương pháp trị nám này chúng ta sẽ sử dụng phần lòng đỏ trứng gà các bạn nhé. Với một lòng đỏ trứng gà này thì bạn hãy cho vào một thìa sữa chua. Tiếp đó bạn cắt chanh và cho vào bát hỗn hợp của chúng ta nước cốt của 1/4 quả chanh. Các bạn nhớ là chúng ta chỉ sử dụng nước cốt của 1/4 quả chanh thôi nhé. Các bạn đừng cho quá nhiều. Đến bây giờ thì bạn chỉ việc đánh thật đều tay để cho ba nguyên liệu của chúng ta hòa quyện tạo thành một là xong. Có lẽ rất nhiều bạn sẽ e ngại vì sợ khi chúng ta sử dụng phần lòng đỏ trứng gà sẽ có mùi tanh. Nhưng các bạn biết không, khi lòng đỏ trứng gà được kết hợp với sữa chua và đặc biệt là thêm thành phần chanh nữa thì nó không còn mùi tanh tí nào đâu nhé. Các bạn có thể yên tâm sử dụng. Đến đây là xong rồi, như vậy là chúng ta đã xong hỗn hợp mà chúng ta cần để có thể điều trị nám và tàn nhang một cách hiệu quả nhất ngay tại nhà. Rất là nhanh phải không các bạn? Cách để các bạn sử dụng hỗn hợp này như sau. Bước đầu tiên bạn hãy làm sạch sẽ khuôn mặt của mình bằng nước ấm. Các bạn nhớ là chúng ta phải làm bằng nước ấm, như thế thì các lỗ nang lông mới giãn nở ra hết và hiệu quả điều trị nám tàn nhang của chúng ta mới cao. Bước thứ hai là sau khi mà bạn đã làm sạch khuôn mặt của mình thì bạn hãy thoa hỗn hợp chúng ta vừa làm lên toàn bộ khuôn mặt. Vì hỗn hợp của chúng ta khá là lỏng nên là khi bạn thoa lần thứ nhất, bạn để 1-2 phút hỗn hợp của chúng ta khô đi một chút thì bạn hãy thoa thêm 1-2 lần nữa. Sau khi thoa xong thì bạn hãy dùng các đầu ngón tay và massage nhẹ nhàng trên toàn bộ khuôn mặt khoảng tầm 2-3 phút
Việc làm này rất có ý nghĩa các bạn ạ. Khi chúng ta massage như vậy thì sẽ giúp cho các cái dưỡng chất có trong hỗn hợp của chúng ta vừa làm có thể thẩm thấu vào sâu bên trong các cái tế bào da. Như vậy thì cái hiệu quả tẩy nám và tàn nhang đồi mồi trên khuôn mặt của chúng ta sẽ đạt cao nhất. Sau khi bạn massage xong thì bạn hãy lưu thêm hỗn hợp trên mặt khoảng 30 phút nữa nhé. Và bước cuối cùng, bạn hãy rửa sạch mặt với nước mát là xong. Nếu như bạn nào có thời gian thì bạn nên lấy một viên đá lạnh và chúng ta hãy chà thật nhanh trên khuôn mặt để giúp cho các cái lỗ nang lông của chúng ta được se khít khiên khịt và độ đàn hồi của da cũng tốt hơn. Bạn biết không, hỗn hợp mà chúng ta vừa làm tuy đơn giản, rẻ tiền nhưng khả năng tẩy nám và tàn nhang của nó thì rất rất tuyệt vời đấy nhé. Nếu như bạn kiên trì thực hiện theo phương pháp này 2-3 lần trên tuần thì những vết nám tàn nhang đáng ghét kia sẽ đội nón ra đi vĩnh viễn. Thay vào đó, bạn sẽ có làn da trắng trẻo, mịn màng. Thật là tuyệt phải không các bạn? Bạn hãy thử và trải nghiệm sự tuyệt vời của phương pháp này các bạn nhé. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.